Kính thưa quý vị và các đồng chí, tư duy quân sự của đế quốc thực dân thường coi trọng sự vượt trội về sức mạnh của binh khí, kỹ thuật và phương tiện chiến tranh, coi đây là yếu tố tiên quyết để giành chiến thắng trên chiến trường. Thế nhưng, cũng chỉ vì quá tin tưởng mù quáng vào sức mạnh vật chất, xem nhẹ yếu tố ý chí, các chỉ huy quân sự Pháp đã không lường hết được sức mạnh của đối phương để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại ở Đông Dương và đặc biệt là trên chiến trường Điện Biên Phủ. Vậy điều gì đã vượt ra ngoài tính toán của người Pháp? Điều gì đã chuyển hóa thành sức mạnh, tạo thành chiến thắng của dân tộc Việt Nam? Vũ khí tối tân, phương tiện chiến tranh hiện đại luôn là điểm tựa cho quân đội Viễn chinh Pháp trong chiến tranh xâm lược. Càng lún sâu vào thất bại, quân Pháp càng ra sức phối hợp và phát huy sức mạnh này. Đỉnh cao là sự hình thành của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mà phía Pháp gọi là binh đoàn tác chiến Tây Bắc. 12 tiểu đoàn tinh nhuệ, 10 xe tăng, 52 đại bác và cối hạng nặng có sự yểm trợ của lực lượng không quân hùng hậu. Trong suốt cuộc kháng chiến 9 năm, tại Điện Biên Phủ còn có uy lực đáng kể, đặc biệt là những khẩu trọng pháo 105 ly tầm bắn 11 km và trọng pháo 155 ly tầm bắn 14 km. Không vị trí nào trên các sườn núi quanh tập đoàn cứ điểm có thể an toàn với những khẩu pháo này. Hỏa lực mạnh, kinh nghiệm dày dặn là cơ sở cho sự tự tin của pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ. Trước khi vào chiến dịch, cái tay Pierrot là cái tay chỉ huy pháo binh của nó, thì nó đã có huynh hoang nên nói rằng là tôi sẽ bảo làm, tức là pháo của Việt Minh ấy, tức là lập tức chỉ là mở miệng nó cái là tôi phải đánh cho nó câm miệng ngay, không để nào. Về phía Pháp, có thể nói là người Pháp đã có cái sự chuẩn bị hết sức được kỹ càng. Ở đây chúng ta phải tính đến là những viên tướng có mặt ở chiến trường Đông Dương nói chung và chiến trường Việt Nam nói riêng đều là những người được đào tạo một cách bài bản và đã có kinh nghiệm trận mạc. Trong cái quá trình tính toán, họ đều để ý đến và có những cái điều mà họ khẳng định. Thứ nhất là trong thời điểm hiện tại, Việt Minh khó có thể có và huy động được đủ cái số lượng pháo binh xuất hiện ở chiến trường Điện Biên Phủ. Điều thứ hai là nếu như có, Việt Minh cũng khó có thể đưa lực lượng pháo binh ấy xuất hiện ở chiến trường. Và điều thứ ba là nếu như thực hiện được hai điều trên thì pháo Việt Minh khó có thể phát huy được vai trò tác dụng của mình ở trên chiến trường Điện Biên Phủ. Bởi vì trong cái điều kiện đất nước ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn cuối ấy còn rất nhiều khó khăn, vũ khí trang bị, trình độ tác chiến và cả một cái chặng đường dài từ đồng bằng Bắc Bộ lên đến Điện Biên Phủ, chúng ta đều biết nó có khoảng gần 500 km. Trong một cái điều kiện như vậy thì khó có thể huy động được, và những điều tính toán của thực dân Pháp là có lý. Trở lại báo cáo của tình báo Pháp, bản báo cáo chỉ có 25 từ, nhưng đằng sau nó là cả một câu chuyện dài. Trận Đông Khê 1950, trận Vĩnh Yên năm 1951, trận Tu Vũ Hòa Bình năm 1952, trận Na Sản năm 1953. Mỗi chiến dịch là mỗi bước phát triển về trang bị và trình độ tác chiến của bộ đội Việt Minh. Lực lượng sơn pháo 75 ly
đã đảm nhiệm vai trò là hỏa lực chủ yếu trong nhiều trận đánh quan trọng. Thế nhưng, phương pháp chiến đấu chủ yếu vẫn dựa vào xung lực là sức mạnh của vũ khí bộ binh. Thực tế chiến đấu đã chỉ ra, chỉ dựa vào xung lực sẽ không khắc chế triệt để sức mạnh phi pháo và các hình thức phòng ngự mới của Pháp. Chiến dịch Na Sản cho bài học ta phải xây dựng gấp một lực lượng mới, lực lượng pháo binh mới, đấy là cái chuyển mình, một cái bước ngoặt là phát triển lực lượng kịp với bộ binh để đánh những trận đánh lớn. Thế nhưng từ trước đó khá sớm, Đảng và quân đội đã có phương án phát triển lực lượng pháo binh một cách chính quy, bài bản. Để phát triển lực lượng mới, nhiều tiêu chí tuyển chọn nhân sự được đặt ra như tuổi tác, lý lịch, sức khỏe, kinh nghiệm chiến đấu và đặc biệt phải có trình độ học vấn. Phần lớn bạn bè chúng tôi trong chiến đấu là đạt được 4 cái tiêu chí, nhưng mà đến cái tiêu chí thứ 5 là về trình độ văn hóa, tiếp nhận được khoa học kỹ thuật hiện đại là nhiều đồng chí là không đạt được. Đó là bởi pháo là binh khí kỹ thuật, pháo binh là binh chủng kỹ thuật. Người lính pháo binh phải có nền tảng kiến thức nhất định mới có thể vận hành và phát huy hết sức mạnh của vũ khí. Trong thực hành bắn pháo chủ yếu có hai cách, bắn trực xạ và gián xạ. Chỉ có áp dụng cách bắn gián xạ, khẩu pháo mới đạt tầm bắn xa nhất có thể. Như vậy, tăng khả năng giành thắng lợi và giảm thiểu thương vong. Pháo binh là binh chủng kỹ thuật, không thể bắn theo kiểu là đưa vào gần bắn ngắm qua nòng được, mà phải có lúc phải bắn gián tiếp, có lúc bắn ở cái cự ly xa, cứ bắn cửa cự ly xa thì phải tính toán. Không chỉ chân đồng vài sắt mà còn phải đánh giỏi bắn trúng. Bác đã nói là đánh giỏi bắn trúng, muốn gì thì gì phải trúng, bảo diệt hỏa điểm kia để cho bộ binh vào không chết được thì nói chuyện là cái gì. Thực hiện quyết tâm trên của lãnh đạo Đảng và quân đội, lần lượt trung đoàn 45 trọng pháo 105 ly, trung đoàn 367 pháo cao xạ 37 ly được thành lập, rèn luyện, nhận trang bị do bạn viện trợ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Mở đường đưa Đại Bác vào Điện Biên Phủ là công việc của Hercules. Những đường mòn đơn giản cũng chẳng bao giờ được vạch ra. Rõ ràng, khả năng Việt Minh đưa trọng pháo tham chiến ở Điện Biên Phủ đã được các chỉ huy Pháp xem xét. Đáng tiếc, tư duy logic của họ lại không có chỗ cho trí tưởng tượng. Không có Hercules nào, nhưng đã có 5.000 con người cùng nhau mở con đường dài 15 km và kéo những khẩu pháo nặng 2 tấn bằng những công cụ tối thiểu. Lúc đó là ta có gì đâu, có dây cáp hay cái gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời. Tức là phải 7 cái lân kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật. Cho nên là kéo đến đâu, mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường. Vì đường rất khó khăn gian khổ, gặp qua những bãi lầy thì chúng tôi phải vác đá, phải chặt cây rừng để chống lầy để kéo pháo qua. Khi mà kéo ban đêm không được bật đèn, sợ lộ. Do đó mà chúng tôi phải cử 2 chiến sĩ khoác mảnh vùi vải trắng để đi trước để làm tiêu chúng tôi kéo pháo theo. Càng khi cố vấn thì cái vấn đề kéo pháo bằng tay này là không phản đối. Pháo binh không có bao giờ lại pháo binh lại đi kéo pháo bằng tay. Thế cho nên là lúc đó thì như ở bên cao pháo của trung đoàn pháo của bên bọn tôi là phải cho mấy cán bộ tham mưu đưa các ông về hậu phương. Ông không chịu. Chứ không phải là nó thống nhất mình đâu. Nhích từng bước một theo tiếng hò rô, với tốc độ chỉ hơn 1 km mỗi ngày. Lần lượt các khẩu pháo đã tới điểm tập kết. Thế nhưng, khi khẩu pháo cuối cùng vào tới trận địa, thì có lệnh kéo pháo ra. Lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay, kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại. Đánh nhanh, giải quyết nhanh. Hầu hết những chiến dịch tấn công hình thức phòng ngự bằng cao trong lịch sử quân sự hiện đại được giải quyết theo phương châm này. Có thể nói là tất cả các trận quyết chiến chiến lược đánh vào các tầng cứ điểm phòng
hay là đánh vào cái hình thức phòng ngự lớn như thế đều phải là cái nhìn thế này. Không có trận nào người ta muốn đánh kéo dài cả. Sở dĩ nó phải kéo dài 5-7 ngày hay một tuần là nó ngoài cái mong muốn mà cái ngoan cố phòng ngự mà người ta đã phải tính của đối phương mà người ta đã phải tính đến. Thế nhưng áp dụng phương châm này trong điều kiện Việt Nam lại nảy sinh những vấn đề mà người chỉ huy không thể không cân nhắc. Trong đó có vấn đề liên quan đến số lượng đạn pháo. Để đánh nhanh, giải quyết nhanh, pháo binh, hỏa lực chủ yếu của chiến trường phải hùng hậu cả về số lượng pháo và đạn pháo trong chiến dịch tấn công vào xào huyệt phát xít Đức, một điểm trên phòng tuyến Elmer. Liên Xô đã dùng tới hơn 370.000 viên đạn pháo. Còn đây là lượng dự trữ đạn pháo 100 tồn lực lượng. Những chỉ đạo này đã dẫn dắt pháo binh Việt Nam giành thắng lợi tuyệt đối trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau bao gian lao vất vả, có cả những hy sinh để vào tới trận địa. Tới ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo binh Việt Nam bắn cấp tập vào các vị trí của Pháp mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận pháo kích kéo dài 30 phút đã tạo điều kiện để bộ binh phá toang cánh cửa thép ở phía bắc tập đoàn. Có thể nói, sự xuất hiện của pháo binh đã góp phần quan trọng tạo nên chiến thắng, làm nức lòng quân dân. Địch thì cũng hốt hoảng nhưng mà mình cũng thấy là chưa bao giờ mà mình có một cái trận như thế. Vì bắn cấp tập tất cả 24 khẩu pháo cứ thế mà nổ. Đồng thời thì được bắn kiềm chế vào sở truy Mường Thanh và bắn vào kiềm chế và cả trận địa pháo địch. Nó bắn dữ dội lắm, nó bắn kinh khủng. Nếu mà bắn pháo cấp tập đấy, thì coi là một phút là anh phải lao được từ 15 quả trở lên. Coi như là nó sáng đình, sáng cả cái đồi Him Lam. Trên đỉnh đồi Him Lam, dấu vết của những trận pháo kích vẫn còn nguyên vẹn tới ngày nay. Đây là những gì để lại của viên đạn pháo đã giết chết chỉ huy trưởng phân khu trung tâm, Trung tá Jean Gaucher cùng nhiều sĩ quan khác. Những chỉ huy còn sống rơi vào sự bấn loạn. Trước câu hỏi của chỉ huy phân khu Nam La Lăng, Đại bác Việt Minh ở đâu? Có thể làm câm họng chúng được không? Chỉ huy pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ, Trung tá Pirot ấp úng, chỉ lên bản đồ một cách vu vơ. Không khóa được pháo binh ta như đã huỳnh hoàng, Pirot hổ thẹn tự sát bằng một quả lựu đạn. Có thể nói thực tế cuộc chiến đấu đã diễn ra hoàn toàn khác với những tính toán của thực dân Pháp. Đúng như nhận xét của một nhà sử học Jean Latouche, người mà đã có mặt trong cùng bộ chỉ huy quân Pháp tại chiến Hà Nội lúc diễn ra trận chiến đấu Điện Phủ, là thực tế có một lực lượng pháo binh rất lớn của tướng Giáp đã không được biết đến. Với độ lùi của thời gian, các nhà sử học thống nhất rằng điều làm nên sự đảo lộn ấy bắt nguồn từ quyết định thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu như không có sự quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, thì những tính toán của thực dân Pháp sẽ đúng là sẽ khiến cho pháo binh của Việt Minh cơ bản. Nhưng cái quyết định sáng suốt ấy đã đưa pháo binh của chúng ta trở lại một cái địa bàn chuẩn bị khác, khiến cho tất cả những mục tiêu quan trọng ở trên chiến trường Điện Biên Phủ đều nằm trong cái tọa độ bắn của lựu pháo, sơn pháo và các lực lượng cuối cùng. Một điểm thú vị trên chiến trường Điện Biên Phủ, hỏa lực chủ yếu của pháo binh Việt Nam, những khẩu trọng pháo 105 ly là chiến lợi phẩm hoặc do bạn viện trợ, nhưng về nguồn gốc đều do Mỹ chế tạo, giống với những khẩu pháo 105 ly của Pháp. Như vậy, về tính năng kỹ chiến thuật là không khác biệt. Nếu chỉ dựa vào những thống kê số lượng pháo, nhất là số lượng trọng pháo, thật khó lý giải cho ưu thế mà pháo binh Việt Nam đã giành được. Bí quyết của vấn đề nằm ở nghệ thuật sử dụng pháo binh, hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Theo đó, các khẩu đội pháo tuy bố trí rải rác không tập trung theo kiểu cổ điển, nhưng trong các trận đánh then chốt đều được huy động để tạo ra mật độ hỏa lực lớn nhất có thể. Ví dụ điển hình là cách đánh hiệp đồng pháo binh trong trận đồi độc lập. Sau cái Him Lam thì ta đánh ngày 14. Nhưng mà ông Vương Thừa Vũ là tư lệnh cái trận đấy. Ông bảo không, cứ phải chờ cho pháo điều cái khẩu pháo đã đánh ở bên Him Lam này hành quân đêm sang bên đánh đêm đời độc lập. Đến tận gần sáng 15 mới đánh được. Như số lượng pháo binh của chúng ta trong trận đánh ở đồi ở Him Lam, tỷ lệ pháo binh của chúng ta cũng gấp 1/3. Trong trận đánh đồi độc lập, tỷ lệ pháo binh của ta so với địch là gấp 4,5 lần. Và nói chung là trong cái suốt quá trình chiến dịch bắn chế áp mục tiêu thì chúng ta pháo binh của chúng ta gấp khoảng 10 lần so với pháo binh của Pháp. Điều đó cho thấy rằng là cái lực lượng pháo binh của chúng ta đã phát huy được ưu thế mạnh mẽ ở trên chiến trường Điện Biên Phủ.
sự bất lực của pháo binh Pháp trước pháo binh Việt Nam, một phần do việc Pháp đã chọc hóa các ngọn đồi. Các vị trí của họ hiện rõ trong tầm quan sát. Ngược lại, vị trí đặt pháo của Việt Nam luôn là dấu hỏi. Đối phương có thể chiếm lĩnh trận địa, bố trí một căn cứ hỏa lực mạnh mà chúng ta không thể nhận thấy. Ý kiến trên chỉ đúng một phần. Báo cáo của Pháp đã cường điệu những trận địa pháo của ta là căn cứ hỏa lực mạnh. Và đây chính là các căn cứ hỏa lực mạnh mà người Pháp nói tới. Những hầm pháo được xây dựng kiên cố theo nguyên tắc hỏa khí phân tán. Chính De Gaulle, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đã sớm có báo cáo về cách bố trí đặc biệt này. Ông ta còn được người Mỹ tư vấn cách dùng bom hạng nặng, bom xăng tấn công các trận địa pháo của ta. Thế nhưng, như chính các sĩ quan Pháp nhận xét, lời khuyên đó có thể áp dụng ở đồng bằng, còn ở địa hình đồi núi có rừng che phủ. Phải biết vị trí các khẩu pháo địch, mà về điểm này thì tình báo Pháp đã bó tay. Và đây chính là một phần nguyên nhân của sự bất lực này. Sự tốt đẹp của tập đoàn cứ điểm trong tầm với của không quân. Giải thích theo cách khác, khi không quân Pháp không với tới Điện Biên Phủ, chẳng có sự tốt đẹp nào cho tập đoàn cứ điểm. Hai tuần sau ngày mở màn chiến dịch, sân bay Mường Thanh buộc phải đóng cửa. Nguyên nhân không chỉ vì những viên đạn pháo đã bắn tung tấm ghi sắt của sân bay như thế này, mà là do sự xuất hiện của các đơn vị phòng không mới của Việt Nam. Không chỉ chọc mù con mắt trên không của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, các đơn vị pháo cao xạ còn hiệp đồng với bộ binh khóa chặt sức mạnh của phi pháo Pháp và làm đảo lộn mọi tính toán của người Pháp. Thế là ra nơi, anh em bộ binh họ hoan nghênh lắm. Bây giờ mà nay có các cậu rồi thì chúng tôi có thể đánh ban ngày rồi, chứ chúng ta không cần phải đánh ban đêm. Phía Việt Nam và Pháp đều biết, hiểu rõ cái điểm yếu chí tử của nhau, đó là công tác bảo đảm ở chiến trường Điện Biên Phủ. Điều đó cũng đặt ra một cái nhiệm vụ cho cả hai bên, đó là vừa thực hiện cái tốt cái công tác bảo đảm cho mình, nhưng cũng làm sao để hạn chế tối đa cái khả năng bảo đảm của đối phương. Chính vì vậy mà người Pháp hoàn toàn tự tin vào sức mạnh không quân của mình. Và thực tế là không quân của họ giai đoạn đầu đã phát huy được cái vai trò của mình ở trên chiến trường Điện Biên Phủ. Trong việc cung cấp trang thiết bị, binh sĩ, cũng như là việc đánh phá giao thông, hạn chế cái khả năng vận chuyển của Việt Nam ta lên chiến trường Điện Biên Phủ. Nhưng quả thật, với sự xuất hiện của lực lượng pháo 37mm ở chiến trường Điện Biên Phủ đã làm đảo lộn mọi thế tính toán của thực dân Pháp. Hình ảnh này là một dẫn chứng sinh động cho vai trò to lớn của pháo phòng không 37mm. Sau ngày 25 tháng 4 năm 1954, các chuyến tiếp vận đường không của Pháp buộc phải thay đổi độ cao. Vào ban ngày, những chiếc C-119 phải bay trên 3.000m. 3.000m chính là tầm bắn hiệu quả của pháo cao xạ 37mm. Nhưng với sự xuất hiện của pháo 37mm ở tại chiến trường Điện Biên Phủ, có Pháp đã phải tiến hành một cái điều mà không muốn, đó là tiếp viện bằng phương pháp dù. Lúc đó Pháp đã phải huy động toàn bộ số dù có ở trong các kho ở Đông Dương, cộng với số dù viện trợ của các cái lực lượng đồng minh tham gia vào đây, nhưng cũng không đủ. Và điều đó lại dẫn đến một cái lý thú nữa là Pháp lại vô tình làm một cuộc tiếp tế ngược cho lực lượng bộ đội ta tham chiến trên chiến trường Điện Biên Phủ. Vì vậy có thể nói rằng sự xuất hiện của lực lượng pháo phòng không 37mm trên chiến trường Điện Biên Phủ đã làm đảo lộn mọi tính toán của thực dân Pháp và góp phần to lớn làm nên cái chiến thắng chung của toàn dân tộc. Để góp phần vào chiến thắng, bộ đội pháo cao xạ không chỉ dựa hoàn toàn vào tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí, mà còn có những sáng tạo riêng để chiến đấu hiệu quả. Bởi thực tế chiến đấu luôn đặt ra những vấn đề nằm ngoài nội dung học tập. Học ở bên Trung Quốc về mới là học về xạ kích và cách bắn thôi. Chứ còn bây giờ là chuẩn bị cho cái vào chiến đấu thì bây giờ phải biết phần tử của địch. Thế thì dụ như mấy loại máy bay của Pháp hiện nay là ta chưa có tư liệu. Thế thì là ra mặt trận đến nơi rồi. Để tính tốc độ máy bay Pháp, ông Trần Liên đã áp dụng nguyên lý tam giác đồng dạng trong toán học trong việc tính toán phần tử bắn. Với những đại lượng có thể đo đạc được là góc A, B, AE, AE đo bằng máy đo xa, có thể tính được khoảng cách di chuyển của máy bay là chiều dài đoạn DE. Dựa vào khoảng cách và thời gian, có thể tính ra tốc độ của máy bay. Cái phương pháp đó tôi dùng đo tất cả mấy cái máy bay mà nó lên, nó hoạt động bắn phá trên, F6, F8, rồi cả Lakota tức là C-47, rồi thì là
cả những máy Moran, tức là máy bay trinh sát, các thứ này khác là tôi đo phần tử cả. Nhất là góc bổ nhào. Góc bổ nhào của các cái thì tôi thấy là nó cũng là được. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, bộ đội pháo cao xạ Việt Nam đã nhanh chóng đoạt quyền làm chủ bầu trời của Pháp, khiến kẻ thù lồng lộn tìm diệt các trận địa cao xạ của ta. Đây cũng chính là thời khắc thử thách khốc liệt mà trung đoàn 367 của ta phải đối mặt trên chiến trường Điện Biên Phủ. Nó tổ chức hẳn luôn một ngày, tức là nó lên nó đánh các trận địa cao xạ. Thì đánh thì ta có bị hai, ngày 17 bị một đại đội như thế là mất 3 khẩu, hỏng 3 khẩu. Sau đến là cả ban chỉ huy đại đội hy sinh hết. Còn lại tức là còn có mấy anh trung đội trưởng. Thì nói chung là những cái trận địa anh em đánh sau thì phải nói là phải đánh rất tốt. Cho nên bộ binh mà vây lấn vào đến đâu thì cao pháo là kéo theo vào đấy. Như vậy, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, quân ta đã giành được những thắng lợi giòn giã. Pháo binh đã tỏ rõ ưu thế trên chiến trường. Thế nhưng, bước sang giai đoạn 2, diễn biến đã không còn thuận lợi, đặc biệt là cuộc chiến trên đồi A1 thuộc cụm cứ điểm Elian. Cái chỗ A1 mạnh vô cùng. Các cái chỗ khác thì mình chơi ngon. Ví dụ như là cái Hin Lam là mình chơi ngon trong một đêm. Thế nhưng cái A1 như chúng tôi đánh như thế là từ 5 giờ chiều, 8 giờ sáng hôm sau là coi như là phải rút, thực tế là quân còn ít quá phải rút. Nếu nói so sánh hỏa lực thì cái trận Him Lam ấy là ý nghĩa là trận đầu tiên mở màn của chiến dịch. Nếu mà trận mở màn không thắng lợi sẽ ảnh hưởng tới tinh thần ghê lắm. Trận ấy ta kiên quyết tập trung hơn 200 viên, 105 đánh vào cái trận. Còn đã A1 ấy thì nó không phải mở màn chiến dịch nữa, còn mức độ tập trung hỏa lực, còn mức độ. Tuy thu được nhiều đạn pháo địch, nhưng về tổng số, đạn pháo 105 ly của ta chỉ chiếm khoảng 10% so với đối phương. Cùng với vấn đề thiếu đạn, tốc độ bắn của những khẩu pháo 105 ly cũng là một hạn chế. Trong các trận đánh địch phản kích tại A1, nhiều lần bộ binh và xe tăng địch đã kịp tránh những đợt pháo kích của ta. Bây giờ phải có một cái loại pháo như thế nào đó để tiêu diệt chế áp pháo binh của địch, tiêu diệt xe tăng của địch, và đặc biệt là đánh phản kích của địch. Do cái tình hình bức xúc như thế cho nên mới thành lập tiểu đoàn ngay trong chiến dịch, tức là tiểu đoàn hỏa tiễn 6 nòng. Pháo hỏa tiễn H6 là loại pháo phản lực phóng loạt, bắn theo nguyên lý phản lực. Đây là loại pháo nòng trơn nên có độ tản mát lớn, lại thêm tốc độ bắn rất nhanh nên phù hợp với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực lộ. Chính vì vậy, ngay trong chiến dịch, một bộ phận cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 675 được rút về tuần giáo, nhận trang bị và học làm chủ vũ khí trong 10 ngày, rồi nhanh chóng trở lại chiến trường tham gia vào đợt 3 của chiến dịch. Thế trong cái chiến đấu ấy, chúng tôi bắn 3 loạt, bắn vào trận địa pháo, 2 đợt bắn vào sở chỉ huy De Catri và 2 đợt bắn vào cái quân phản kích. Cho nên tôi bắn tất cả là 7 đợt, tức là 504 viên đạn trong toàn chiến dịch. Nhìn vào thống kê này có thể thấy lượng đạn H6 sử dụng chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn so với các loại đạn pháo được dùng trong toàn chiến dịch. Thế nhưng sự xuất hiện của H6 là hết sức có ý nghĩa. Thế loạt hai chúng tôi bắn sau 5 phút thì tan khói, thì nhìn thấy không còn tên nào ở trên mặt đường nữa. Chúng nó không phải là chết hết đâu, mà chúng nó chạy toán loạn hết cả, chúng nó hốt hoảng, chúng nó chạy toán loạn hết cả. Thế cho nên là coi như cái phản kích ấy, mà cái nguy hiểm nhất cho những cái đợt trước ấy, nó chiếm lại ấy, thì lần này bị đập tan. Có thể nói là sự xuất hiện của H6 ở trên chiến trường Điện Biên Phủ góp phần cả hai ý nghĩa. Thứ nhất là kịp thời tiêu diệt, chế áp lực lượng của địch, phá những mục tiêu cuối cùng, nhưng đồng thời cũng cái sự xuất hiện của H6 làm cho suy sụp cái tinh thần của binh lính Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ. Như vậy, những dàn hỏa tiễn H6 đã bồi thêm đòn chí mạng vào mọi ý định kháng cự của quân Pháp, đẩy nhanh sự sụp đổ của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Pháo hỏa tiễn H6, pháo cao xạ 37 ly, sơn pháo 75 ly, trọng pháo 105 ly cùng những hỏa khí khác của quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ dội sấm sét lên đầu thù,
đánh bại ý chí xâm lược của thực dân đế quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp. Chính tại chiến trường Điện Biên Phủ gần 60 năm trước, dòng dã suốt 56 ngày đêm, hỏa lực các tầm các cỡ của quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng dội báo lửa, giáng những đòn sấm sét lên đầu quân Pháp, làm nên thiên sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc. Thế nhưng, như chúng ta có thể cảm nhận qua từng câu chuyện gắn kết trong series phim, cội nguồn tạo thành chiến thắng ấy không chỉ đơn thuần là sức mạnh của vũ khí và những phương tiện chiến tranh. Làm nên chiến thắng trực tiếp là sức mạnh của hỏa lực binh khí kỹ thuật, nhưng căn nguyên sâu xa, chiến thắng Điện Biên Phủ tới từ hội tụ sức mạnh của trí tuệ, tầm nhìn xa, trông rộng của người chỉ huy, bản lĩnh, tinh thần quả cảm của người chiến sĩ trên chiến trường. Tất cả vì một mục tiêu độc lập tự do cho dân tộc.